Sao lại như thế kìa? Mình kiểm tra cam đi, kiểm tra cam lại mà sao lại không phát hiện ra con chim nào nhỉ? Khi mà sử dụng cái cao xoa này thì mọi người có thể lấy một cái muỗng cà phê pha vào một cái cốc nước nóng đun sôi, thì cái sử dụng cực kỳ là dễ dàng, cực kỳ là nhanh chóng. Cái cao xoa này có tác dụng là giúp hỗ trợ cho những người bị ung thư gan, cho những người bị viêm gan B, viêm gan C, cho những người có nhu cầu là giảm cân, thanh lọc cơ thể, và cho những người mà bị mắc bệnh mất ngủ của những người cao tuổi, thì mọi người đều có thể sử dụng cái cao an xoa này. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé. Úi chú cha ơi, má ơi này, có quả ổi nó to thì dã man luôn này cả nhà này. Mình đang đi vào cái vườn ổi của ông anh mà nhìn cái quả ổi nó sướng thế. Wow, cái quả này như là có vấn đề rồi, bị lứt rồi. To, dã man. Này, nhìn đã đời chưa? Tí nữa đi về thì mình sẽ hái một hai quả để ăn. Đấy, to lắm đấm luôn. Nói chung là thỉnh thoảng thôi. Bây giờ thì thỉnh thoảng mới được một vài quả thôi, chứ không được nhiều. Đây thì anh ấy bọc vào lên là cái vấn đề là sâu si nó hạn chế khá là nhiều. Đây thì để một tỉa bớt. Có những quả thì bọc, có những quả thì không bọc đây. Có những quả này vẫn chưa bọc. Nói chung là một cây, hai cây thì cây này cũng mới thôi, trồng được vài năm thì lấy một số lượng ít. Đẹp chưa? Có quả này mới mưa xong bị lứt rồi cả nhà này. Mít Thái chưa chín. Vào khu vực này nè, cái cây này chắc hẳn mọi người đã biết rất là nhiều rồi. Hà thủ ô. Hà thủ ô này là hà thủ ô trắng chứ không phải là hà thủ ô đỏ. Đấy. Bật cái lá ra là cái nhựa của nó ra như là một nó trắng phau như là sữa luôn. Gốc thì toàn những gốc bé thôi. Cái hà thủ ô này thì cực kỳ là tốt với cái vấn đề là muốn cho xanh tóc đỏ da đấy, rủ nhau lên núi để tìm hà thủ ô. Hà thủ ô này cũng khá là hiếm. Củ bây giờ thì những cái gốc rễ là bây giờ cũng khá là ít, bởi vì ngày trước thì cái lượng người đi đào hà thủ ô này cũng khá là nhiều, nên là bây giờ thì còn những cái loại rễ nó mọc lên, lá nó nhỏ, cây nó cũng nhỏ thôi, không còn nhiều đâu. Đây cả nhà ơi, rất là lâu rồi. Mình còn nhớ là cái thời điểm cách đây khoảng tầm 2 tháng là có người hỏi về mình với cây này. Đây là cái cây tiết dê. Thì nó gần giống với cây lá xương sâm ấy cả nhà. Lá xương sâm thì sử dụng để làm thạch đấy. Còn cái cây này là cây tiết dê. Đây là một cây thuốc cực kỳ là tốt trong vấn đề về thận, tiểu tiện, đường tiểu tiện. Khi mà nó mọc hoa và có quả lên, quả nó thành chùm chùm ở những cái lách lá này, nó chùm xuống giống tựa tựa giống như là cái chùm nho này, nhưng mà nó ít thôi, ít quả thôi. Quả nó đỏ, thì chín nó quả nó đỏ. Đây. Ở khu vực này thì nó có cái sự dây nó mọc lên. Đây, cây tiết dê đây cả nhà này. Cây này cũng khá là hay, khá là tốt. Và cái cuống của nó thì nằm ở bên trong. Đấy, hình tim. Đấy, cả nhà nhìn thấy chưa? Cái đỉnh cuống thì nó nằm ở bên trong cái phần lá, xung quanh nó bọc ra ngoài. Đó, cây tiết dê
Phần trên thì nó một màu xanh sẫm, xanh đậm, ở dưới thì là màu nhạt và lá rất là trơn. Đây là cây dây leo. Đây là cây dây leo. Đây là khi mà nó mọc ở trong khu vực rừng dưới bóng tán cây này nên là nó không vươn lên được để nó phát triển. Nên nó chỉ được tầm như thế này thôi, nó bò lan ở dưới đất. Đấy. Khá là hay cả nhà nhé. Đây cả nhà này, nhiều lúc là mình đi rừng ấy, mình rất là sợ những cái đống củi hoặc là đống lá mà nó tự dưng nó lùm lùm lên. Đây thì không phải là một cái ổ, không phải là cái tổ của sán hổ mang chúa, thế nhưng mà hình tượng của nó là như thế này. Chắc hẳn là mọi người cũng đã xem video rồi, thỉnh thoảng mình đã gặp và mình quay cho mọi người. Cái tổ của nó làm rất là điêu luyện luôn, phải nói là cái bậc thầy của kỹ sư. Nhất là ở khu vực mà bụi tre, thì rắn hổ mang chúa nó làm, nó xây tổ, nó cuộn người, nó cuộn vào và lá nó dần dần nó xếp thành lùm lên, và mỗi lớp lá của nó thì lại xếp xen kẽ và rất là chặt luôn, thì nó vừa là giữ ẩm mà lại không bị nước vào và giữ nhiệt cực kỳ tốt. Nên là khi mà mọi người mà ai đi rừng ấy, đi vào những khu vực mà rừng tre lứa thì đề phòng cái vấn đề là gặp cái những ụ nó như thế. Ở đây mình phát hiện ra cái tổ chim ở trên này, nhưng mà không biết là còn chim ở trên đây không. Quay thử cho mọi người xem. Cao. Tới rồi cả nhà. Không biết còn cái gì không cả nhà ơi. Hình như là không còn gì sao ấy cả nhà, không còn trứng cũng không như là còn không có con. Ở đây thì vào trong khu vực này thì nhìn cái tổ kiến này, đây là tổ kiến kiến đỏ. Con kiến này nó đốt khá là đau đấy. Thế nhưng mà gặp những cái tổ kiến to như thế này, nó là một cái món ăn cực kỳ là tốt, cực kỳ là hay. Nói chung là không phải ai cũng dám ăn đâu. Để mình sẽ chặt xuống cho mọi người xem. Không biết là nó có. Đấy. Không biết là nó còn. Đây, những con kiến này, đỏ. Con kiến này khá là to. Và ăn cái trứng kiến và cái nhộng của nó thì khá là ngon. À, tổ này mới làm thôi. Đây là cái nhà. Trời, nó bò lên. Nó bò dã man. Uầy. Mình chỉ đứng một lúc thôi mà nó bò hết cả lên máy rồi, cũng như là bò lên dao, bò lên chân luôn. Ý. Đấy, đốt đâu. Nhoáy. Bọn này rất là nhanh. Nè. Không có trứng. Kiếm được những cái tổ nào to ấy, làm hai tổ là đủ ăn. Con này cũng khá là nhiều nhộng. Nhộng của nó cũng khá là to. Đặc biệt dành cho những người mà không bị hay bị dị ứng về nhộng thì không nên ăn. Nó cũng khá là gây ra dị ứng cũng khá là cao ấy.
là mình vào cái khu vực này nó mới cảm giác nó lại giống cái kiểu là hơi bị ớn ớn đấy cả nhà. Vừa lấy thì có nghe thấy tiếng ơi một cái, mà cũng không thực sự là ơi, giống như kiểu phát lên một tiếng xong rồi lại thôi. Không hiểu là mình có phải là nghe nhầm hay là không nghe nhầm. Chết rồi, biết nó bay đâu rồi cả nhà. Vừa nãy mình đang ở trong cái khu vực kia thì bị một con chim đen xì nó cứ bay theo, nó dí nó bổ vào đầu, mà không biết là có quay được cho mọi người xem không, không biết hình dung đấy là con chim gì, hay là vừa nãy, hay là cái lúc trước đây mình nhìn thấy cái tổ đây mình ấy mà nó đuổi theo nhỉ. Nhưng mà tổ chim đấy là tổ chim gì cũng không biết chim gì, nhưng mà vừa nãy thì nó dí sát, nó mổ liên tiếp phát vào đầu mà mình chạy, thế mà nó vẫn dí theo, nó đùa, nó mổ dã man thật. Chạy ra ngoài này quang quang rồi nhưng mà không nhìn thấy đây, không nhìn thấy nó đâu cả. Tự dưng nó lao cứ mổ cho tới thôi. May mà mình đội mũ này chứ không thì chắc là nó cũng phải dùng cả chân để nó vào đầu ấy. Sợ thật. Có gì mà chim gì mà nó dữ thế nhỉ? Không nhìn thấy đâu. Mình chỉ kịp nhìn nó đen xì thôi, mà nó lao rầm rầm. Nhưng mà nó lao nó bổ nhưng mà không thấy đâu. Không thấy hiện tượng gì, không thấy đau luôn. Không biết nó bay đâu. Dã man thật. Không biết là vừa nãy có quay thì kịp quay cho mọi người xem. Để tí vài xem. À để tí xem cam nữa, xem như thế nào. Dã man. Đâu rồi không biết. Không thấy đâu. Thôi để xem cam xem như nào, xem nó có phát hiện ra con chim gì không. Mà vừa lấy đi, mình vừa chạy vừa quay được đấy. Chết rồi, sao lại như thế nhỉ? Mình kiểm tra cam lại mà sao lại không phát hiện ra con chim nào nhỉ? Mình không nhìn thấy con chim nào luôn. Mà cái lúc đấy như là mình nhớ thì nó bay cứ vả vào đầu, mà vừa nãy kiểm tra lại cái cam thì đúng là không phát hiện ra con chim nào. Mà ở ngoài thì mình nhìn rõ là con chim màu đen, màu chim màu đen mà nó to
nó cỡ bằng hai bàn tay mà cái cánh nó xòe ra là cũng to lắm. Không hiểu nhỉ. Mà cam không quay thấy. Thế là như thế nào mà ngay cái lúc đầu là mình thấy là cảm giác nó hơi ghê ghê. Đi vào đây nó có cảm giác hơi ớn người rồi. Xong là tự dưng lại kiểm tra cam mà lại bị thế. Chẳng nhẽ lại mình lại hôm nay đi vào đây lại bị cái gì. Hồi tốt nhất là khả năng là mình cũng di chuyển thôi, đi về, đi ra khỏi khu vực này thôi. Hơi căng rồi. Không ổn đâu mọi người. Thực sự là toát mồ hôi hột khi mà vào khu vực này. Nó giống như kiểu là mình bị trêu đùa gì đấy, kiểu gì gì. Kiểu dạng là như thế đấy. Chứ soi cam soi kiếc rồi không phát hiện ra. Giật cam mình rồi. Ui ui. Quay đi quay lại. Mình đang định vào đúng cái cây. Cái ổi mà lúc xưa vừa nãy mình đi bỏ về hái mà phát hiện nó có rắn ở trên này. Không hiểu hôm nay làm sao mà nó cứ như kiểu là có vấn đề gì nữa. Đây này cả nhà ơi. Sợ chưa, con rắn nó nằm ngay ở trên cái đỉnh ngọn cây này. Này. Ui ôi, con rắn to chứ. Không hiểu là ngày hôm nay đi không việc gì xong mà lại ui giời. Ui giời này, nó nhìn này. Ui giời ơi. Thực sự là mình đang rất là run, rất là ghê về cái trường hợp như này. Vừa nãy thì ui đấy. Vừa nãy thì gặp chim. Bị lợn chim nó đuổi mà về đây định hái quả ổi này thì đấy. Mà con này nó to chứ. Về đây thì lại gặp cái con rắn nó lại nằm như thế này. À, không hiểu ngày hôm nay là ui này, con rắn này đèn xi được cả nhà này. Ác man chưa? Ê ơi. Thực sự là mình cũng không biết là giải thích như thế nào. Lúc đi đã gặp như thế, lúc về lại gặp rắn như thế này thì tự dưng là mình lại nhớ ra cái câu khi đi gặp rắn thì may, khi về gặp rắn thì chẳng may ăn đòn này. Mà ngày hôm nay đi này, đây là ui giời ơi. Nếu mà rất là may. Ui vừa nãy thì mình đang định hái, thò tay vào hái quả ổi rồi nhưng mà quay ra nó giật một phát. Đấy nhà nhìn thấy nó vẫn còn đang dè này, hình như kiểu mới mưa xong hay là có vấn đề gì đấy tâm linh hay là cái gì mình không biết là giải thích kiểu gì để cho mọi người hiểu được. Thế nhưng mà sợ lúc đi sợ thật, cảm giác nó cứ ghê ghê mà mình cũng không sợ cả. Ê đứng thở bác chưa. Không biết là có phải là ông bà nào đi theo hay là có vấn đề gì không. Nhưng mà ông bà làm con nó rất là hơi bị run. Nếu mà có cái gì mà không lên không phải thì Ông rắn thì cũng bỏ qua rồi nhá. Ui à. Không biết là lên giải thích như thế nào, không biết là mọi người có biết hay không. Nhưng mà cái cảm giác là nó cũng không được an toàn lắm. Đây cái bành khổ nó ác chưa. Ui giời, bành khổ ác man chưa. Ui giời nó mổ. Thôi gặp trường hợp này cũng ghê thật. Thế nhưng mà có lẽ là không biết là con lên đuổi nó xuống không nhỉ.
mình sợ là cái trường hợp là ông anh ấy lên lại hái ổi mà nó lại bất nằm đây thì cũng ghê đấy. Bởi vì là ngày hôm nay là mới mưa xong mà có tí nắng như thế này thì nó hay lên nó phơi nắng lắm. Có lẽ là mình phải đuổi nó xuống để cho tránh cái trường hợp để cho nó di chuyển đi đâu thì di chuyển này. Thấy nó người to dã man chưa, đuổi nó xuống thôi, đuổi nó xuống để cho nó đi di chuyển về đằng kia, di chuyển đi đâu thì di chuyển, tránh trường hợp ở trên cây như thế này. Đấy, nó đùa. Thôi đi xuống đi, kia mình chọc như này ấy, thì nó lại quay lại nó tấn công với cả nhà. Đấy, nó giống như kiểu là khiêu khích nó đấy, thì nó quay lại nó tấn công này. Chứ còn bình thường thì đi xuống, đi xuống. Đấy, nếu mà mình cố gắng mà đuổi nó xuống thì một lúc sau nó không tấn công được, nó sẽ di chuyển thôi. To dã man kìa, ấy cái quả ổi của mình nằm kìa, ấy kinh. Rồi nó đi rồi, dã man chưa, chẳng to nhé, kinh khủng khiếp. Tắt mồ hôi không? Thực sự là mình cũng không hiểu là làm sao, nhưng mà thôi di chuyển thôi. Có lẽ là hôm nay là mình cũng không gặp may mắn ở trong khu vực này. Bây giờ đi về thôi, hơi ghê, lạ, sợ.